Chào các bạn nha. Chào các bạn. Video này mình muốn chia sẻ cho các bạn cách ngâm mật ong này, đường phèn với lại chanh đào để trị ho với lại đau họng nha cả nhà. Nào bây giờ mình mời cả nhà cùng mình làm đường phèn ngâm mật ong nhé. Bây giờ mình cùng làm nào. Đầu tiên là mình đã mua về 1 lít mật ong này, 1 lít mật ong với lại nửa ký đường phèn này. Với lại nửa ký chanh đào này cả nhà. Đấy, màu hồng rất đẹp luôn. Đây này. Đây, mình đã rửa sạch và ngâm muối khoảng 20 phút đây cả nhà. Xong rồi mình thái lát như này này. Đấy. Bây giờ mình cùng thực hiện nhé cả nhà. Đầu tiên là mình sẽ bỏ chanh đào trước nha cả nhà. Đây. Mình sẽ bỏ đều. Đẹp chút, màu nó vàng nữa, màu nó đỏ mà mày cắt nhiều quá. Một lớp chanh. What? Rồi không, một lớp đường phèn nữa. Đường phèn cứng. Giống như mình đang nấu bơ ấy. Mình có tiếp chanh cả nhà ơi. Rồi cứ vậy cả nhà nha, một lớp chanh rồi một lớp đường phèn. Mình sẽ bỏ đều như vậy. Sau này khi mình dùng là nó ngâm đều luôn cả nhà. Đây là lớp chanh cuối cùng nha cả nhà. Lớp chanh cuối cùng mình bỏ hết luôn. Tiếp theo là bỏ đường phèn xong là đường phèn xong là bỏ mật ong. Đường phèn bỏ hết luôn cả nhà. Đấy, nhìn nó rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy. Và cuối cùng là mình đổ mật ong nha cả nhà. Mật ong này rất đặc. Bạn nhớ rằng khi mua mật ong nên coi mật ong đặc nhé. Và coi phía dưới đáy là không có vón cục hoặc đóng đường nha cả nhà. Nếu mà vón cục hoặc đóng đường là họ pha nước với lại mật ong giả đấy cả nhà nhé. Mình đổ từ từ cho nó ngấm đều luôn tới đáy hũ luôn cả nhà. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn rất là thích mắt luôn đấy. Ừ. Ui, có bong bóng. Nó vón cục. Ừ, nó vón đấy lại vón trời. Đẹp không? Đẹp chứ. Giống như bầu trời quá. Quách lại vón cục nữa trời ơi. Bây giờ là trời mưa ấy. Các bạn nhà nào cũng có mấy bé với lại mấy cái cụ già ấy. Hay đau họng với lại rát họng này, ho thường xuyên này, là chúng ta nên ngâm cái mật ong này với lại đường phèn và chanh đào nha các nhà. Đường phèn, mật ong, chanh đào nó rất là tốt cho sức khỏe, với lại còn hỗ trợ giảm cân đấy nha các nhà. Có chanh gì mà chua thế? Mình ngâm như này dùng được lâu lắm cả nhà. Thời gian mình ngâm là khoảng 1 tuần được là mình dùng được. Mình dùng dần 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 ấy.
sáng sớm mình có thể lấy chanh đào này, mình pha với nước ấm, mình uống. Hoặc là trưa nóng là mình lấy chanh đào, mình pha với ít nước, bỏ thêm đá. Vậy là uống ngon cả nhà nhé. Bị bón cục không? Không. Hay là đấy. Chờ vẫn còn. Bón cục là hôm nay mẹ mật ong của mình mua rất là đặc các bạn, nên nó rất là khó xuống. Lát là nó sẽ ngâm hết. Dưới đấy là bên trên là thoáng nhé các bạn. Bên trong nó có màu đỏ và màu vàng đậm với nhau ấy, là nó rất là đẹp luôn, nhìn đẹp mắt lắm. Nếu bạn không biết làm thì bạn hãy theo mình làm giống như mình này. Bạn mua đường phèn xong rồi ít chanh gì mà chanh đào xong rồi ít gì đây? Đường phèn, mật ong với chanh đào. Đường phèn với mật ong với chanh đào nhá. Các bạn hãy chọn loại nào mà bị bón cục đấy là mới được. Cái pha nước như thế này giống mẹ mình làm ấy. Cái nào mà không bón cục chứ? Cái bón cục là không có được. Tại sao? Con nói sai rồi. Cái bón cục là mật ong người ta pha với nước đá mà nó không có ấy, không có nguyên chất. Còn cái nào mà đặc như mình mua đây này là mật ong nguyên chất. Nguyên chất tốt cho sức khỏe ai mà bị ho ấy. Đây các bạn có thấy đẹp không? Vậy là hai mẹ con mình đã làm xong các bạn ơi. Sau này khoảng một tuần các bạn coi nhá. Nếu bên trên nó có cái bọt ấy là không sao nha các bạn. Khi mình dùng là mình có thể vớt bọt ra ngoài rồi mình mới dùng nhá. Khi mình dùng là mình phải lấy thìa sạch này, mình múc ra rồi mình pha với nước ấm mình uống. Uống mỗi buổi sáng hoặc trưa nắng nóng đều uống được cả nhà nhá. Cái này mình uống không có hại mà là rất là tốt cho sức khỏe, hỗ trợ cho đường hô hấp của nhà, của cả nhà mình này. Với lại trị ho rất là hiệu quả luôn cả nhà ơi. Mình ngâm thế này khoảng một tuần là cả nhà dùng được nhá. Một tuần hoặc khi mình lấy ra dùng là mình lấy cái muỗng sạch rồi và mình múc ra. Mình múc xong là mình nhớ đậy kín nhá cả nhà. Không có để vi khuẩn xâm nhập vào là nó sẽ bị hư cái hũ chanh đào ngâm đường phèn với mật ong nha cả nhà. Vậy là video này của hai mẹ con mình là đã hoàn thành rồi. Nếu các bạn đã coi hết video, mong các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng một cách là nhấn like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ và nhấn chuông thông báo để đón xem video tiếp theo của nhà mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn nha, và ngày đằng sau. Xin cảm ơn, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.